Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị phần thứ nhất cuộc hội luận do Quỳnh Văn Hiệp, giới chức Phật giáo Hòa Hảo để trình bày về tình trạng sinh hoạt khó khăn của giáo hội từ 1975 đến giờ. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần mạng đàm do Quỳnh Văn Hiệp đến từ Richmond, Virginia. Kính thưa anh Hiệp, trong phần đầu chúng ta đã nói về cái số phận khó khăn cũng như là một sự đàn áp khốc liệt đối với Phật giáo Hòa Hảo. Thì thưa ông Hiệp, sau khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam được gia nhập WTO hoặc là được rút tên ra khỏi danh sách CPC, tức là những quốc gia cần đặc biệt vì không có tự do tôn giáo, thì cái tình hình sinh hoạt như ông nói, Phật giáo Hòa Hảo sẽ mãi trường tồn, nhưng mà tình trạng bắt bớ, giam cầm, rồi phong tỏa, rồi bao vây còn không thưa ông Hiệp? Dạ kính thưa quý khán thính giả, kính thưa anh Đào Hiếu Thảo. Thực ra nếu mà trường hợp mà nói rằng cái tình trạng mà đàn áp đối với Phật giáo Hòa Hảo hiện nay đó ở tại Việt Nam hết hẳn thì hoàn toàn chưa. Yeah. Chỉ có giảm đi một phần nào. Nhưng mà đôi khi cái cách giảm của họ đó, của nhà nước Việt Nam Cộng sản đó, họ có thể thay đổi cái lập trường. Bởi vì họ bây giờ đó họ có một cái ban trị sự quốc danh. Cho nên họ muốn dùng cái ban trị sự quốc danh đó để mà kéo gọi một cái số người tín đồ quay hướng vì cái vấn đề nôn nóng tu hành của họ đó, vì cái vấn đề nôn nóng truyền đạo của họ đó, họ đi vào một cái ngã khác. Nhưng mà thực chất ra đó, cái việc làm đó, đó đã được bộc hiện một cách hết sức là rõ ràng. Vì lý do đó cho nên như quý vị thấy rằng anh Đào Hiếu Thảo vừa trình bày là cái vấn đề bị đàn áp bắt bớ của Việt Nam đó, thì cách đây trong vòng hơn một tuần nay đó, thì vẫn tiếp tục xảy ra trong tất cả những cái đạo tràng của Phật giáo Hòa Hảo. Nghĩa là coi như là những cái người mà tổ chức ra những cái nơi để mà tu niệm, khuyến tấn người ta làm lành lánh dữ, thì nhà nước Cộng sản không bao giờ cho phép. Kể cả ngay như là những đám giỗ, đám cúng cũng vậy. Cũng như là cách đây trên một tuần, thì ở tại một cái người cư sĩ mà tự thiêu vì muốn bảo tồn cái chánh pháp của Đức Thầy đó, thì cũng bị nhà nước phong tỏa, không có cho tất cả mọi người đi lại, mà còn kêu gọi rằng những cái người này là những cái người mà gây xáo trộn trong cái đất nước, trong cái vùng trong đó, làm cho người ta sợ sệt, người ta không đợi. Tuy nhiên cũng có một cái người vì có tâm đạo và biết rằng cái chuyện đó là một cái chuyện không thật, cho nên họ sẵn sàng họ đi lại chỗ đó để họ dâng cái nén hương cầu nguyện cho những người đó. Cái chuyện đó, đó là nó không phải xảy ra một nơi. Mà nếu quý vị có dịp nào thấy ở trên mạng, trên internet cũng như là tất cả những cái hệ thống truyền thông khác đó, thì quý vị thấy là rải rác khắp nơi. Tất cả những cái đạo tràng như là đạo tràng Minh Thiện ở Ôn Môn, đạo tràng Úc Trung ở Châu Đốc, đạo tràng Tư Hiền ở Đồng Tháp, hay là ông tu sĩ Võ Văn Liêm là một cái tự viện ở Đồng Tháp cũng vậy. Kể cả như là thí dụ như một cái nhà đấu tranh như quý vị thấy là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo á, là Nguyễn Bắc Triển đó, cũng vẫn bị trù đập, đánh đập một cách hết sức là tàn nhẫn. Cái điều đó, đó nó không thể nào cái che giấu được cái dư luận. Do đó cho nên đó, khi mà chúng tôi có dịp chúng tôi trình bày tất cả những cái hình ảnh, những cái bằng chứng về cái việc mà Việt Nam vẫn gia tăng cái cường lực đối với Phật giáo Hòa Hảo và không có suy giảm, thì chính Bộ Ngoại giao, chính quý vị đại sứ của Mỹ tại Hoa Kỳ, hay là chính trên Liên Hợp Quốc trong tuần rồi đó, thì tại trụ sở Liên Hợp Quốc trong cái hội đồng nhân quyền đó, tôi có trình bày và tôi đưa tất cả những cái dự kiện đó, thì họ rất là chia sẻ, thông cảm với chúng tôi. Họ thấy rằng họ vẫn biết tất cả những cái chuyện đó xảy ra và đang còn tiếp tục xảy ra đối với Phật giáo Hòa Hảo. Thành thử ra chúng tôi thấy rằng cái dù là Cộng sản muốn được ở trong trọn vẹn trong cái CPC, dù là muốn trọn vẹn TTIP, nhưng mà họ vẫn còn đối với Phật giáo Hòa Hảo. Tôi nghĩ rằng không riêng Phật giáo Hòa Hảo, còn nhiều tôn giáo khác vẫn còn đang những cái bị khó khăn trong cái tình trạng mà tự do tín ngưỡng của họ. Thưa anh Quỳnh Văn Hiệp, qua những điều anh trình bày, chúng tôi có thấy là như vậy, có sự hỗ trợ liên lạc trong ngoài đối với giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và những đồng đạo anh còn gặp khó khăn. Thưa Hiệp, tôi còn nghe kể là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng sâu, vùng xa đó, nơi mà có Phật giáo Hòa Hảo sinh sống, có những gia đình ví dụ như 5-7 người không đủ chén ăn cơm, không đủ đũa để ăn cơm, điều đó có đúng không anh Hiệp? Dạ thưa đúng. Dạ thưa đúng là thế này.
Quý vị nào mà có dịp đó, quý vị đi vào cái trang web Phật giáo Hòa Hảo hải ngoại.com đó, thì trong cái phần tin tức hoặc là trong những cái phần mà lưu trữ những cái tài liệu từ thiện xã hội đó, quý vị sẽ thấy rằng người đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo dù là bị khó khăn nhưng mà họ vẫn tiếp nối cái con đường mà thiện nguyện, làm mang làm sao chia sẻ được những cái khổ tâm của những người cùng khốn. Bởi vì như anh vừa trình bày đó, thật không phải là một người mà có rất là nhiều người, những cái gia đình mà chúng tôi ở bên đây cũng trực tiếp để mà yểm trợ phương tiện để cho tất cả các vị tu sĩ, những cái người mà trị sự duyên hoặc là những người tín đồ thuần thành để đi đến tận nơi trong làng sâu hiểu lánh để mà chia sẻ những cái nỗi khốn khó. Thì có như như anh Thảo vừa trình bày đó, có kể cả những gia đình đó, mà có 7 người trong gia đình mà chính chúng quý vị có dịp mà vào trang web quý vị thấy mà trong nhà chỉ có 3 cái chén ăn cơm thôi. Nói đến đây thực sự ra đó là chúng tôi muốn chảy nước mắt, bởi vì chúng tôi thấy rằng cái khốn khó của người dân Việt Nam ở những cái miền xa xôi nó không có đơn giản như quý vị thấy. Được phải. Rồi xin hiệp, vậy thì cái kế hoạch mà đào tạo thế hệ hậu duệ Phật giáo Hòa Hảo để sau này đó trong nước cũng tiếp tục duy trì và phát triển tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo cũng như bên ngoài hỗ trợ cho bên trong, thì kế hoạch của quý vị nhắm đến giới thanh niên sinh viên học sinh Hòa Hảo là sao ạ? À, cái đó là một cái niềm ưu tư, là một cái nỗi lo lớn, lo âu rất là lớn của những người cao niên như chúng ta, như là tất cả những anh em đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo nói chung. Thành thử ra do đó cho nên ngay ở trong nước á, chúng tôi từ ở hải ngoại thì chúng tôi cũng tìm mọi phương tiện mà chúng tôi có được. Chúng tôi yểm trợ cái phương tiện đó, đó để cho tất cả những cái người cao đồ của đạo ở trong nước đó có cái phương tiện để mà hướng dẫn, để giáo dục những cái con em Phật giáo Hòa Hảo nối tiếp theo con đường hành đạo. Cái niềm tin của chúng tôi đối với cái sự phát triển đó, mặc dù nó không thấy trên bình diện bên ngoài, nhưng mà chúng tôi rất có niềm tin mãnh liệt. Là lý do tại sao? Là lý do rằng như quý vị đã thấy rằng hàng ngày quý vị thấy rằng cái hàng tu sĩ trẻ của Phật giáo Hòa Hảo đó, chúng tôi tạm mượn cái danh từ tu sĩ để phân biệt những cái người bên ngoài gia đình và cái người trong. Bởi vì trong cái Phật giáo Hòa Hảo đó thì không có cái danh từ tu sĩ mà chỉ dùng danh từ cư sĩ. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi dùng cái danh từ cư sĩ đó để chúng tôi phân định rõ hơn là những người này họ là những người trường chay khổ hạnh, họ là những người giữ giới luật như trong cái hàng cư sĩ, tu sĩ của Phật giáo vậy. Vì lý do đó cho chúng tôi tạm mượn cái danh từ tu sĩ để cho người anh em đừng có lầm lẫn rằng bên Phật giáo Hòa Hảo cũng có hàng tu sĩ hay sao. Nhưng mà thực chất ra đó, đây là một cái hàng cư sĩ nhưng mà họ ly gia cắt ái. Thì những cái thành phần trẻ đó giờ đây đó, là quý vị có dịp nào lên trên cái phao thoát của Phật giáo Hòa Hảo hay là trở về những cái website của Phật giáo Hòa Hảo đó, quý vị thấy rằng có rất nhiều thanh niên, phụ nữ đi tu hành gia nhập cho Phật giáo Hòa Hảo và bây giờ đó họ trở thành những người giảng viên ưu tú để truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Chẳng những thế mà những cái đứa trẻ từ 5 tới 7 tuổi cũng được cái sự giáo dục ngầm, âm thầm, rất là khó khăn nhưng mà rất là âm thầm giáo dục cho, như có những cô bé chẳng hạn, như điển hình là cô bé Như Ý, cô bé Minh Nguyệt, những cô hay là cô bé Diệu Hiền, là những cái cô bé đó đó dù là 5-10 tuổi nhưng mà có thể nói một cái đề tài về đạo lý hằng 1-2 tiếng đồng hồ mà không cần một cái tấm giấy nháp, không cần một cái bài vở gì. Cái đó là một cái niềm hy vọng, là một cái sự trợ trưởng lớn cho những cái người mà lớn tuổi như chúng tôi. Khi chúng tôi làm những cái công việc bỏ thời gian rất là dài để mà có những cái kết quả, dù là kết quả đó không lộ diện nhưng mà đã được mọi người biết đến. Và chúng tôi cũng có dịp là giao dịch với một số những cái tôn giáo bạn như là Phật giáo, như là Công giáo. Thì những cái vị tu sĩ đó họ rất là ca ngợi cái tinh thần của anh em Phật giáo Hòa Hảo có được những cái nhân tố ưu tú, những cái thành phần trẻ mà không ai ngờ được có thể đảm nhận được những cái vai trò để mà phát triển đạo đó, thì một cách rất là cảm mến. Thì cái đó đó là cái niềm vui, là một cái an ủi cho chúng tôi rằng chúng tôi khi ra đi chúng tôi còn thấy được cái sự phát triển của Phật giáo Hòa Hảo một cách rất là âm ỉ ở trong lòng của quần chúng. Cảm ơn ông Quỳnh Giang Hiệp, xin được cầu chúc ông đầu năm 2015 cùng với bửu quyến thân tâm an lạc. Cảm ơn anh Đào Hữu Thảo và cảm ơn đài Việt TV, thì cũng nhân cái cơ hội này thì chúng tôi cũng muốn nói lên một phần cái quan điểm của cá nhân chúng tôi
là bởi vì chúng tôi quan niệm rằng đạo đức á, là một cái bước đầu căn bản để cho mang tới một cái xã hội an bình, thịnh vượng, hạnh phúc. Do đó cho nên á, là cái người tín đồ Phật giáo họ mới dấn thân, bởi vì họ quan niệm rằng chỉ có cái đường tu mới đem lại cái hạnh phúc trường tồn. Đó, thành thử ra đó, nhưng mà họ gặp phải những cái ngặt nghèo của hoàn cảnh đất nước. Thành thử ra bây giờ chúng tôi chỉ ước mong rằng chúng tôi nguyện cầu với hồn thiên sông núi, với những đấng hùng anh, ơn trên Phật trời soi sáng và thức tỉnh những cái người lãnh đạo Việt Nam. Hy vọng rằng cái dân tộc Việt Nam càng ngày càng sớm thoát khỏi những cái khốn khó và có thể trả lại những cái nhân quyền căn bản và những cái quyền tự nhất là cái quyền tự do của người tín đồ của tất cả các tôn giáo. Thì có như vậy đó, nó mới mang lại một cái hạnh phúc thực sự đối với mọi người. Và sau cùng thì chúng tôi cũng xin được dùng cái buổi nói chuyện hôm nay gửi lời chúc sức khỏe, nhất là ở đầu năm mới, và cầu chúc cho tất cả mọi người thân tâm an lạc và đạo quả duyên thành. Mong rằng có một ngày nào đó chúng ta sẽ hiện diện trên cái mảnh đất quê hương trong một cái tình thương đậm nồng, và tất cả mọi người đều vui mừng thấy rằng dân tộc Việt Nam có hạnh phúc, có và thực sự là một cái nhân quyền tự do, quyền tự do tôn giáo có trong đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn và xin tạm biệt ông Quỳnh Trang Hiệp. Dạ, xin trân trọng kính chào anh Đào Hiếu Thảo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi cuộc hội luận do Quỳnh Trang Hiệp, chức sắc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, nói về hiện tình sinh hoạt của tôn giáo này trong nước. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các cuộc phỏng vấn thời sự khác. Cầu chúc quý vị luôn bình yên, may mắn và thành đạt. Trân trọng kính chào quý vị.